để đó cho các bạn bên trong, vẫn tất cả các bạn nó trở lại với GTN Kids. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại và thực hiện một cái video mới, là một cái video reaction. Thì hiện tại thì bây giờ mình đang chuẩn bị bật máy lên để có thể reaction cho tất cả các bạn xem. Ok, mà bài hát reaction hôm nay đó chính là cũng là bài của Ponytail. Và khi mà mình đăng ở trên trở nó, mình cũng chưa có cách, mình chưa có phản hồi trên YouTube. Là đầu tiên các bạn, ví dụ như các bạn vừa đăng lên thì người ta sẽ phạm bản quyền. Nhưng mà mình khi mà mình đúng 100 lượt xem, vượt qua mức 100 lượt xem thì ngự nhiên cái nó phá bản quyền mình luôn. Đúng là YouTube rất cực kỳ. Nên là mình sẽ gửi phản hồi về cho YouTube để lý do vì sao mà 50 mấy 60 không phạm bản, không bản quyền, không chặn bản quyền ngay lúc đó, mà sao bây giờ 100 lượt xem thì người ta đâu phạm bản quyền ấy nhờ. Ok, bây giờ á, xàm quá, bắt đầu video mới thôi. Và ok, thì hiện tại thì mình đang ở trên hiện tại thì mình đang ở trên một cái máy vi tính. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vô đây. Và mà trước khi các bạn xem video thì các bạn ok mà mình nút like, share và subscribe để gần được rất nhiều video mới hơn nữa nha. À, cái này là khúc cuối mà. Ok, bắt đầu thôi. Và bây giờ mình sẽ bấm vào YouTube và Ponytail. Thì cái video mà cái video này cũng lâu lắm rồi. Đây. Đây, cái video này nè các bạn. Bumbaya you bum bum you. What is love then cover nè. Tôi bắt lại. Ồ, đẹp quá, trời ơi, cái bảo cam này siêu đẹp luôn. Hơi, trời ơi, nhìn vừa thấy ánh mắt của bà như là bà đập vô cái đầu của mình. Đập vô anh, khi mà mình bờ bật cái video này, đập vô cái mắt của mình là cái con mắt của bà này. Ta gọi là cái con mắt gì ta? Con mắt ma, đúng rồi. Con mắt chứ không phải là con mắt ma. Không, em đen này sắc khá là đẹp. Cái bà chính giữa chắc chắn là cái bà chính giữa. Bà này á, bà mê nè, màu hồng nè các bạn, màu hồng nè, cái quần màu hồng nè, là hôm cái reaction đổ lộn reaction lúc trước thì mình cũng đã thấy rồi. Bà này bập bá thần tượng màu tím, màu sọc tím trắng màu hồng. Bonnie, what is bà này là bà bum bà già đúng không? Bà gì chứ? Bà già chứ là bà già đúng không? Sao mà cái này y chang MV vậy các bạn, khá là đẹp. Tại vì mấy bạn này có thể nhét theo cái điệu nhạc, và cái điệu nhạc nó đã ghép trong một cái video rồi, là có thể các bạn ấy bật ở ngoài và có thể nhét theo ra gọi là MV á. Oh, khoan, mới thấy cái gì đây? Từ. Oh, đây, cho các bạn xem nè. Đây. Từ. Đó, từ nha, để làm lại. Đây bà này nè. Đó, bị lộ diện. Lộ thân hình rồi, lộ diện rồi, ha ha. À, cái bạn áo tím, không phải gọi là thần thái nữa mà bãi thuộc nguyên bài luôn các bạn. Tại vì á, một người nhảy chỉ cần theo điệu nhảy thôi chứ không có cần hát đâu. Cái bà không, cái bà áo tím như là bà bị gọi là cái gì ta, bị môi chề mỏm chề. Không, bạn áo đen áo đồng và áo tím diễn sâu, bạn áo đen hiền, bạn áo cam lại. Ok, tiếp nào.
nữa. Diễn sâu, rất là diễn sâu. Chúng ta đã xưa. Hình này mình nghĩ là một là quay sân thượng hay là quay dưới nhà, đúng không ta? Ồ, thêm đồng bộ. Đúng rồi, cái bạn này mình thấy rồi. Khoan từ từ, hình mới thấy cái gì đó. Cái gì đây? Cái hiện tượng gì vậy? Đó, cái hiện tượng gì vậy? Tiếp nào. Rồi diễn xong nữa. Không, hình như lúc này gió hơi nhiều. Áp thấp nhiệt đới à. Không, mình nghĩ bạn quay phim mà chắc chắn là con trai rồi. Tại vì lúc mà mình coi á, cái video mà ở gần dưới mình thấy có một bạn trai thì chắc chắn bạn này sẽ là con trai. Where is love? Không, thấy bảo ca hình như là hơi bị nhẹ cho lắm. Còn bảo đen thì sao nhỉ? Đây, bảo đen đây. Áo đen thì đang chăm nhìn không thuộc à. Không, mình thấy bạn áo đen nhảy đẹp với bạn áo cam. Còn bạn áo tím là thần thái rất là hay. Còn hai bạn này không có thần thái cho lắm. Chỉ lầy thôi. Hay quá à. Không, mà không biết sao mà mấy cái bạn này có thể ghép vô được. Mình rất là... rất là nể phục luôn. Biết tiếp theo thôi. Cái bài này hay lắm nè các bạn. Không biết nó có bị Phạm Nguyên không ta. Không, nó gì nghe xuống. Ồ, mấy bạn này người ta đã cấp giấy phép hết rồi. Nè, mua ngay trên Google Play nè. Không, mình biết ngay rồi. Nãy giờ tới đâu ta? Còn bạn áo bên đây nè, cái bạn nghe nè. Cái bạn mà trắng nè các bạn. Bạn ấy diễn khá là đẹp và bạn ấy cũng khá là đẹp gái chứ. Tiếp theo nào. Bonnie, không, mình trong đây 5 bạn. Cái gì đây? Cái gì đây? Mình nghĩ là bạn áo tím á, bạn ấy là chủ nhóm thì sao ấy. Từ bây giờ đầu tiên mình phải dịch ra cái từ ponytail. Ponytail. Được. Là năm bạn gì ta? Pony gái hả? Thôi bỏ qua. Bỏ tay bạn này luôn. Đây, khuôn mặt á, của bạn ấy đây. Tiếp lại. Làm như mình hát gì mình ngước không nổi. Ồ,
theo như mình được biết, ở nhà theo như mình được biết chứ không phải là tất cả bạn đều biết. Nhưng mà các bạn đều là theo như mình được được. Đó rồi. Thì ơi. Theo theo như mình được biết á thì bạn mấy bạn này nè rất thích bài What Is Love. Nên là bạn ấy mới nhảy bài này chung với cover. Chờ mình tí. Gặp cho chết bà nó luôn. Chết nó luôn, chết nó luôn. Con khí nó bu hoài à. Không, các bạn nhận được cái gì? Khoan từ từ, cái hiện tượng gì đây? Cái hiện tượng gì đây? Trời má ơi, thấy ghê quá. Trời ơi, ông đạo diễn. Đã hết vậy rồi, cắt đại nó đi. Nè, còn quay ngược xuống, rảnh ghê. Đó, và video của mình đến đây là kết thúc. Và khi mà mình xem tới cái đoạn này á, từ mình đi. Khi mà mình xem tới cái đoạn này á, thì khá là đẹp, hay. Thần thái có, lầy có, áo đẹp có, áo trắng có, đẹp gái có, xấu có, âm nhạc hay. Cung cấp bản quyền, ok. À, nói dẫn các bạn thôi. Bây giờ video của mình đến lúc mà kết thúc. Nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một nút like và subscribe để gọi tên là kết. Có nhiều video mới hơn nữa nha. Bye bye. Ê, chù chù chù. Bây giờ hai nhiệt luôn. Từ.